chương trình Hoa hậu Việt Nam. Năm nay em vừa tròn 18 và đã đủ tuổi, vì vậy em đăng ký ngay lập tức và em cảm thấy đây là một quyết định vô cùng đúng đắn của em. Trước khi tham dự cuộc thi này, em không biết đi catwalk, em khá là thiếu tự tin và mối quan hệ cũng chỉ là ở mức vừa phải. Sau đấy thì em tham dự và rất cảm ơn anh Minh Tiệp đã giúp đỡ và giúp cho bọn em đi catwalk rất là vững vàng. Hơn nữa, tham dự cuộc thi, em được ban tổ chức chăm sóc rất nhiệt tình và chu đáo, ăn uống đầy đủ, tiếp thêm năng lượng. Và hơn nữa, khi cuộc thi này, em có thêm rất nhiều mối quan hệ từ các bạn bè và cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Trong những ngày vừa qua thì cả 40 thí sinh chúng em đều được ban tổ chức tạo những điều kiện hết sức thuận lợi cho công việc luyện tập để chuẩn bị cho đêm chung kết. Đặc biệt là công ty của anh Minh Tiệp đã hướng dẫn chúng em từ những người không biết đi trên những đôi giày cao gót. Bây giờ đã có khả năng tự tin đứng trước sân khấu, cũng giống như là bên làng văn hóa ẩm thực du lịch Nắng Sông Hồng đã tạo rất là nhiều điều kiện tốt để giúp đỡ cho thí sinh, ví dụ như là các bữa ăn nhẹ và các buổi giữa các buổi tập, phòng make up, phòng thay đồ, cũng giống như là các bữa ăn chính thì đều các món ăn rất là ngon, phong phú, đa dạng, đồng thời cung cấp rất nhiều dưỡng chất cho chúng em mà không hề sợ bị béo. Chính vì thế chúng em có rất là nhiều năng lượng để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Chúng em cũng cảm ơn ban tổ chức đã tạo rất nhiều điều kiện giúp đỡ chúng em, kể cả về phương tiện đi lại cũng như chỗ ở, để có sự chuẩn bị tốt nhất cho đêm trung khảo sắp tới.
chỉ là buổi tổng duyệt nhưng em thấy rất là hồi hộp. Bản thân em đã cố gắng biểu diễn thật tốt. Thật sự là em cảm thấy có một chút lo lắng và bồi hồi trước đêm trung khảo, nhưng em sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt đêm trung khảo của mình.